Xin chào tất cả các bạn. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về trang sản phẩm chi tiết. Trang sản phẩm chi tiết hay được gọi là trang thông tin sản phẩm sẽ có một giao diện hiển thị. Tất cả các sản phẩm được tạo sẽ đều có một cấu trúc giao diện hiển thị giống như trên màn hình. Sẽ bao gồm thông tin sản phẩm, hình ảnh, tên, giá, các sản phẩm phân loại như kích cỡ, màu sắc, cho khách hàng lựa chọn số lượng, cửa hàng, bán sản phẩm, nút mua ngay, thêm vào giỏ hàng, mô tả sản phẩm, đánh giá, cùng với tất cả các bộ sưu tập sản phẩm tương tự. Ở bất kỳ mỗi một sản phẩm nào sẽ có cùng một giao diện cấu trúc hiển thị như nhau. Để có thể thấy được sản phẩm hiển thị trên website của mình, các bạn cần phải tạo sản phẩm trong dashboard quản lý của GoSell. Bằng cách các bạn truy cập vào phần tất cả sản phẩm. Đây là nơi quản lý hàng hóa hoặc quản lý sản phẩm các bạn đã được tạo ở trong dashboard quản lý. Các bạn click vào tạo sản phẩm mới, điền tất cả những thông tin cần thiết như tên, mô tả, hình ảnh, giá và số lượng. Sau đó, các bạn sẽ có một giao diện hiển thị giống như thế này. Sau khi các bạn hoàn tất nhập thông tin sản phẩm, các bạn bấm vào lưu để hoàn tất tạo sản phẩm thành công. Khi sản phẩm được tạo thành công, sẽ được hiển thị trên website bán hàng giống như thế này. Để có thể thay đổi cấu trúc giao diện của trang sản phẩm chi tiết, các bạn truy cập vào phần công cụ thiết kế giao diện trong dashboard quản lý của GoSell. Các bạn click vào phần danh sách trang, chọn sản phẩm để truy cập thiết kế trang sản phẩm chi tiết. Click vào đồng ý. Đây là cấu trúc cơ bản của trang sản phẩm chi tiết. Để có thể thêm hoặc thay đổi những thiết kế giao diện của trang sản phẩm chi tiết, các bạn bấm vào dấu cộng để thêm một element. Các bạn có thể thêm một bộ sưu tập sản phẩm. Sản phẩm gợi ý thêm. Các bạn có thể xem ở giao diện các bạn có thể xem ở giao diện di động hoặc là giao diện ứng dụng để có thể nhìn tổng quan trang sản phẩm chi tiết. Các bạn cũng có thể thêm vào trang sản phẩm chi tiết ở phần đầu một banner. Đối với những trang sản phẩm chi tiết, phần menu và phần footer các bạn sẽ không thể nào bỏ đi được. Cũng giống như là phần giữa, đó là phần cấu trúc cơ bản của hệ thống. Cho nên các bạn chỉ có thể thêm vào những thành phần ở phần element. Sau khi các bạn cập nhật hoặc thay đổi chỉnh sửa xong, các bạn hãy bấm lưu để có thể cập nhật những thay đổi mới của trang sản phẩm chi tiết. Chúc các bạn sẽ thiết kế được giao diện trang sản phẩm chi tiết vô cùng đẹp mắt và tối ưu giao diện cho người dùng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế trang bộ sưu tập sản phẩm.